Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam về tình hình năm 2021, hai tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu đạt hơn 627.000 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 112.000 tỷ đồng, vượt 89% kế hoạch năm. 4 trên 5 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của PVN đã được đưa ra khỏi danh sách 12 dự án khó khăn, thua lỗ của ngành công thương. Đặc biệt, dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đã đốt lửa lần đầu thành công tổ máy số 1 vào ngày 23 tháng 2 vừa qua. Trong hai tháng đầu năm nay, sản lượng khai thác dầu đạt gần 1,8 triệu tấn, vượt 24% kế hoạch. Tuy nhiên, hoạt động của PVN đã và đang đối diện với nhiều khó khăn thách thức về phạm vi hoạt động, về xu hướng chuyển dịch năng lượng, về cơ chế chính sách đặc thù. Đặc biệt, những biến động phức tạp địa chính trị, tranh chấp quốc tế, nhất là xung đột vũ trang ở Ukraine dẫn đến sự biến động giá và ảnh hưởng đến cung cầu dầu thô, xăng dầu, phân bón. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của PVN trong thời gian qua. Năm 2022, tình hình địa chính trị, địa kinh tế, cạnh tranh chiến lược đang diễn ra hết sức phức tạp, khó dự đoán, liên quan trực tiếp tới hoạt động dầu khí. Những địa bàn, đối tượng mà PVN đang hợp tác đều chịu tác động bởi những yếu tố này do đó thủ tướng yêu cầu pvn phải nhanh chóng thích ứng tình hình và linh hoạt xử lý các vấn đề cụ thể thuộc chức năng thẩm quyền góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ bảo đảm cân đối lớn về năng lượng Thứ hai, phải chủ động đẩy mạnh khai thác, tập trung lực lượng, lãnh đạo, chỉ đạo, tận dụng tối đa tất cả những gì thuận lợi nhất hiện nay. Đây là thời cơ mà nếu tranh thủ được tốt nhất, hiệu quả nhất thì sẽ hóa giải được những khó khăn thách thức. Đây cũng là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngay từ cuối quý 3 năm 2021 với dự báo khi dịch bệnh được kiểm soát thì việc phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong nước và quốc tế sẽ dẫn tới nhu cầu cao về năng lượng. Thủ tướng lưu ý phải nắm chắc tình hình, vừa xử lý các vấn đề cụ thể thường xuyên, vừa chuẩn bị cho vấn đề lâu dài và vấn đề đột xuất bất ngờ có thể xảy ra. Về lâu dài phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chiến lược phát triển năng lượng, chiến lược phát triển ngành dầu khí, đặc biệt phải xây dựng được nhà máy lọc dầu do Việt Nam làm chủ, đồng thời có kịch bản cho các vấn đề tình thế, đột xuất bất ngờ. Cùng với đó phải nghiên cứu, tính toán, thúc đẩy đầu tư nhưng là đầu tư cho phát triển để lợi nhuận có được tiếp tục tạo ra lợi nhuận lớn hơn, ra soát, lựa chọn các đối tác hợp tác phù hợp nhất, lựa chọn các ngành nghề thực sự hiệu quả bổ sung cho nhau, tránh tình trạng xung đột giữa các ngành nghề sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực không phải là thế mạnh, tránh manh muốn giàn trải, khắc phục những hạn chế trong đầu tư ngoài ngành trước đây. Thủ tướng cơ bản đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của PVN tại cuộc làm việc, trong đó có những vấn đề đã và đang tiếp tục được xử lý. Với những vấn đề đã được cấp có thẩm quyền cho chủ trương giải quyết thì PVN cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan xử lý dứt điểm theo lộ trình cụ thể. Với những vấn đề chưa được các cấp có thẩm quyền cho chủ trương thì PVN phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đề xuất, kiến nghị một cách trọng tâm, trọng điểm, nêu rõ các vấn đề khó, mới, nhạy cảm, phức tạp, còn ý kiến khác nhau để các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định với các dự án cụ thể thủ tướng đề nghị tập trung đánh giá đúng tình hình phân tích rõ nguyên nhân đề xuất giải pháp lộ trình xử lý đặc biệt là tập trung giải quyết vấn đề liên quan nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn thủ tướng yêu cầu pvn cùng các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình phối hợp chặt chẽ trong việc bảo đảm quốc phòng an ninh trong đó có an ninh kinh tế kiên định các nguyên tắc bất sĩ bất dịch như giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nhưng linh hoạt phù hợp với tình hình cụ thể tính toán cân nhắc việc gì tốt nhất cho đất nước thì làm kết hợp hài hòa hợp lý hiệu quả giữa quốc phòng an ninh kinh tế bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân